nay chúng ta sẽ làm quen thêm một khái niệm nữa, là khái niệm về tầng thứ của các đối tượng, quản lý các đối tượng ở trong tài liệu CorelDRAW, và cuối cùng là cắt hẳn các đối tượng để từ những cái hình cơ bản chúng ta có thể tạo ra những cái hình khác phức tạp hơn. Trước hết nói về tầng thứ các đối tượng thì chúng ta nhắc lại một khái niệm là trong Corel hoặc là trong bất kỳ một cái chương trình đồ họa nào thì nó cũng tuân thủ theo một quy tắc là các hình vẽ ra trước thì bao giờ cũng nằm ở dưới và các hình vẽ ra sau thì có thứ tự nằm ở trên. Thế đấy là khái niệm đầu tiên về mặt tầng thứ. Khi một đối tượng nằm trên thì nó chẽ lắm và chúng ta sẽ không nhìn được một phần các đối tượng nằm ở bên dưới. Thế thì trong quá trình làm việc thì rõ ràng từng đối tượng một khi vẽ ra mặc nhiên nó sẽ là nằm cao hơn so với các đối tượng nằm dưới, nhưng mà không phải vì thế mà nó vẫn luôn luôn là giữ nguyên cái thứ tự đó. Sẽ có những lúc ta cần đưa một đối tượng này xuống dưới một đối tượng khác, hoặc nhắc một đối tượng nằm dưới lên nằm trên một đối tượng khác vẽ ra sau nó. Thì đấy là cái khái niệm gọi là thay đổi tầng thứ cho các đối tượng. Thế thì để thực hiện việc này thì chúng ta cần phải chọn đối tượng mà muốn thay đổi tầng thứ đã. Sau đó thì chúng ta mới ra lệnh cho nó là tiến lên trước hay là lùi lại sau so với các cái đối tượng khác. Bây giờ tôi có một số đối tượng như thế này và tôi muốn đưa nó lên hoặc xuống so với các đối tượng khác, thì tôi chọn đối tượng. Sau đó thì tôi vào menu Object. Trong menu Object này thì chúng ta sẽ tìm tới cái nhóm lệnh Order. Trong nhóm lệnh Order này thì chúng ta có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 lệnh tất cả, để mà chúng ta có thể thực hiện cái việc là thay đổi tầng thứ cho các đối tượng. Trong đó thì 4 cái lệnh này là 4 lệnh được sử dụng thường xuyên nhất. Đầu tiên chúng ta liệt kê thì nó gồm có là to front a page, to back a page, to front a layer, to back a layer, forward one, back one, in front of behind. Chúng ta giải thích một chút là về khái niệm layer với page thì nó khác nhau như thế nào. Layer là một cái tầng làm việc của các đối tượng, và nếu mà nói nôm na chúng ta lấy hình ảnh giống như là một tầng nhà thì đấy là một layer. Thế còn nhà thì có thể là nhà một tầng, cũng có thể là nhà nhiều tầng. Nếu như nhà có nhiều hơn một tầng thì lúc đấy chúng ta lại nói rằng là tài liệu này có nhiều hơn một layer, mỗi một layer coi như một tầng nhà. Thế và trong một tầng nhà như thế thì các đối tượng nó có thể ở các cái tầm cao thấp khác nhau. Đó. Lấy cái hình ảnh ví dụ như là ở trong một cái nhà, trong một tầng nhà, trẻ con thì nằm lê dưới sàn để chơi, đúng không? Anh chị lớn hơn một tí ngồi trên bàn để học, bà mẹ thì đứng cao hơn một tí nấu nướng ở bếp, ông bố thì có thể bắc thang, bắc ghế, đứng tít lên sát chân để mà chữa đèn thay điện gì đấy. Như thế thì trong một tầng nhà sẽ có nhiều đối tượng và các đối tượng đó có thể ở tầng cao thấp khác nhau. Thế thì nếu như mà chúng ta lại so sánh trong một tầng thì nó sẽ có những cái thứ tự cao thấp khác nhau trong tầng, nhưng mà nếu mà so sánh các đối tượng ở trong một tầng đấy với lại một tầng khác thì đương nhiên là cái thằng bất kỳ một đối tượng nào nằm ở tầng trên sẽ có thứ tự cao hơn các đối tượng nằm ở tầng dưới. Thế thì thông thường thì với một cái thiết kế đơn giản thì thường là chỉ làm ở trên một layer thôi. Đấy, nhưng mà những cái thiết kế phức tạp thì lúc này chúng ta sẽ làm ở nhiều layer. Thế bây giờ chúng ta xem ở trong một layer trước thì chúng ta thấy có 4 lệnh thông thường được hay dùng. Đó là to front of layer, có nghĩa là chọn một đối tượng và sau đó thì sẽ đưa nó lên vị trí cao nhất ở trong cái tầng đó. To back of layer thì chọn một đối tượng, bất kể nó nằm ở tầng thứ như thế nào thì cuối cùng là sẽ đưa nó xuống nằm ở dưới cùng của cái tầng đó. Thế còn forward one thì sẽ là tiến lên một bậc so với lại cái thứ tự vốn có của nó. Còn back one là lui xuống dưới một bậc so với thứ tự vốn có của nó. Nếu như mà mình lấy một cái hình tượng khác thì nó giống như là người thường với lại kiểu cao thủ ấy, thì bạn sẽ thấy rằng leo lên cao lên đầu đấy thì người thường phải bắc thang trèo từng bậc thì mới lên được cái chỗ cao. Còn cao thủ thì thường là chỉ nhảy một phát là lên tới
chỗ cao hoặc là từ chỗ cao nhảy một cái là xuống dưới. Đấy thì cái two front of player, back of player thì là kiểu gọi là nhảy một cái lên trên cùng hoặc là từ trên cùng nhảy một cái xuống dưới. Thế còn forward one và back one thì giống như kiểu là trèo thang đi từng bậc lên trên hoặc là từng bậc xuống dưới. Thế bây giờ chúng ta xem thử về lệnh thì rất là rõ ở đây rồi. Phím tắt thì nó sẽ dính dáng tới cái khái niệm là pitch up, pitch down. Thế thì nó sẽ liên quan tới là control pitch up thì là đi lên một bậc, control pitch down thì đi xuống dưới một bậc. Thế còn shift pitch up là nhảy lên trên cùng và shift pitch down là xuống dưới cùng. Đây chúng ta thử nghiệm xem nhé. Tôi chọn cái xanh lá cây này. Bây giờ tôi nhấn control pitch up này thì nó sẽ lên trên cùng. Đó, control pitch down này thì nó sẽ xuống dưới. Đây, control pitch down là nó sẽ đưa xuống từng bậc một đúng không ạ? Thì xuống từng bậc. Đây, bây giờ mình sẽ đặt ở cái vị trí mà nó có thể là nhìn thấy so với nhiều đối tượng. Đó, đây, xuống dưới cùng này, lên dần từng bước này. Lên. Mỗi lần thì lên gì đây? Một bậc, đúng không ạ? Bây giờ xuống từng bậc này. Thế còn ship bắt up một nhát là nó lên trên cùng, ship bắt down một nhát là nó xuống dưới cùng. Thì trong một cái tầng thông thường là chúng ta sẽ di chuyển bằng cái phương pháp như thế. Tuy nhiên trong cái ví dụ này thì các bạn nhìn thấy là chỉ có vài đối tượng thôi, 5 đối tượng thôi, cho nên là cái thao tác là đưa lên trên cùng hay đưa xuống dưới cùng hoặc đi từng bậc một nó rất là đơn giản. Nhưng mà một cái bản thiết kế có thể là nó phức tạp hơn, nó sẽ có vài chục cho tới vài trăm đối tượng tùy vào cái mức độ phức tạp của cái bản thiết kế. Và nếu như cái số lượng nó lớn như thế thì bốn lệnh này không đủ để cho chúng ta giải quyết vấn đề. Tại vì là đưa lên trên cùng hoặc đưa xuống dưới cùng thì thao tác đó nó rất là đơn giản rồi, chúng ta không cần phải bàn. Nhưng nếu mà đưa lên một cái vị trí không phải trên cùng hoặc dưới cùng, hoặc đưa xuống một vị trí không phải trên cùng hoặc dưới cùng thì sẽ có những vị trí rất khó. Đó, nếu như nó nằm ở gần đầu hoặc nó nằm ở gần cuối thì chúng ta có thể làm theo kiểu tắt, có nghĩa là tôi đưa nó lên trên cùng xong rồi tôi cho nó hạ xuống vài bậc, hoặc tôi đưa nó xuống dưới cùng rồi cho nó đi ngược lên vài bậc thì cũng không phải là quá lâu. Nhưng ví dụ bây giờ các bạn hình dung có khoảng 100 đối tượng mà bây giờ tôi điều một đối tượng nào đó về cái cỡ độ khoảng là 49, 50, 51 gì đấy, cái cỡ đấy nó nằm ở giữa thì không có cách nào cả ngoài cái cách là chúng ta đi từng bậc, mà như thế thì rất là lâu. Đó, thế thì để giải quyết cái vấn đề gọi là di chuyển nhanh và chính xác các đối tượng theo yêu cầu thì chúng ta sẽ dùng cái cách là chỉ định. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn một đối tượng muốn di dịch về tầng thứ, sau đó thì chúng ta vào trong object. Trong object này thì vào order, nhưng mà thay vì việc là sử dụng mấy cái lệnh vừa nãy thì chúng ta sẽ sử dụng một trong hai lệnh này, đó là in front of và lệnh behind. Trong đó thì in front of tức là chỉ định một đối tượng sẽ được đặt trước hay là trên một đối tượng nào đó, hoặc là behind là sẽ chọn một đối tượng và đặt nó vào sau một đối tượng nào đó. Ví dụ tôi chọn in front of, sau khi tôi chọn lệnh thì tôi sẽ chỉ định cho nó là nó sẽ chuyển tầng thứ và nằm lên trước một đối tượng nào đó. Ví dụ cái xanh Coban này chẳng hạn, bấm vào đối tượng xanh Coban thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ chuyển một cái và nó nằm sát ngay lên phía trên cái đối tượng màu xanh Coban. Và ngược lại, nếu mà muốn đưa nó xuống chẳng hạn thì tôi lại vào object và order, lúc này tôi sẽ chọn lệnh behind và ví dụ tôi chỉ định cho nó nằm dưới thằng màu vàng chẳng hạn, bấm vào đây thì nó sẽ chạy chính xác ngay bên dưới thằng vàng. Thế thì bằng cái lệnh này thì chúng ta sẽ bất chấp là nó chuyển bao nhiêu bậc tôi không quan tâm, 100 bậc, 1000 bậc tôi kệ, tôi chỉ cần chỉ định đúng là máy chạy từ vị trí nào xuống cái bậc nào, thế thôi, là nó sẽ chạy đến đúng vị trí đó và nó không mất nhiều cái bước trung gian cứ đi từng bậc một. Thế thì với cái lệnh như thế thì rõ ràng là chúng ta đã đơn giản hóa công việc rất là nhiều, chỉ việc là chỉ định đúng cái đối tượng mà chúng ta cần chuyển đổi tầng thứ và cái tầng nó cần đến là xong. Tuy nhiên vừa nãy chúng ta có đề cập tới cái khái niệm gọi là một tầng hay nhiều tầng, thì sẽ có những cái trường hợp mà chúng ta làm việc ở trong một cái tài liệu phức tạp hơn đấy, không phải một tầng nữa hay là không phải một layer nữa mà nó có vài layer.
Thì lúc đó khi mà chúng ta lại chuyển dịch và chúng ta lại yêu cầu là một đối tượng nó chạy lên nằm trên hay nằm dưới một cái layer khác, một đối tượng ở trong layer khác, thì lúc ấy nó sẽ có nhắc nhở. Đây, để xem khái niệm về layer thì chúng ta sẽ vào trong menu window. Trong window này thì chúng ta chọn Docker và chúng ta sẽ tìm tới cái lệnh là Object Manager. Sau khi mà chúng ta nhấn chọn Object Manager thì nó sẽ mở ra cái cửa sổ Object Manager ở đây, quản lý các đối tượng ở trong Corel. Và lúc này thì chúng ta sẽ thấy cái gì này. Các bạn sẽ thấy một cái layer 1 được liệt kê ở đây. Nhìn vào đây thì chúng ta chỉ thấy có duy nhất layer này thôi. Và chúng ta vào, chúng ta nói rằng là cái tài liệu này chỉ có một layer, hay nói nôm na theo hình tượng thì cái nhà này chỉ có một tầng. Đó. Nếu mà tôi muốn tạo ra cái tầng thứ hai thì tôi sẽ bấm vào cái biểu tượng là New Layer. Khi tôi bấm vào cái biểu tượng New Layer nằm ở phía dưới bên trái của cái cửa sổ Object Manager này thì nó sẽ tạo ra một cái layer 2. Trước khi mà nó tạo thành thì nó đặt vào trạng thái là bôi đen luôn cái tên để cho các bạn có thể là đặt một cái tên khác nếu các bạn muốn. Còn nếu các bạn không đặt lại tên thì nó sẽ giữ nguyên cái tên layer 2 này. Sau khi mà chúng ta tạo xong cái layer 2 này thì coi như là cái nhà này đã xây thêm một tầng nữa, nhưng hiện tại tầng này chưa có người ở. Đó. Các bạn quan sát là layer nào có bao nhiêu đối tượng thì nó sẽ liệt kê ngay bên dưới cái tên đó. Ví dụ các bạn nhìn ở trong này tôi có 2, 4, 5 cái đối tượng đều là hình chữ nhật cả, mỗi cái một màu, thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là trong cái cửa sổ quản lý này nó cũng liệt kê đầy đủ là 5 đối tượng như thế. Và thằng nào nằm trên cùng, thằng nào nằm dưới cùng, nó cũng thể hiện đúng cái quan hệ như ở trong trang giấy làm việc này. Đây là hai cái lối mà thông nhau. Các bạn có thể là hoạt động ở trong cái trang giấy làm việc, hoặc các bạn có thể chọn lựa và các bạn thao tác ở trong cái cửa sổ Object Manager thì đều được cả. Tôi lấy ví dụ như tôi chọn cái thằng màu vàng ở trong cửa sổ làm việc, thì các bạn cũng sẽ thấy là trong cái cửa sổ Object Manager này thì nó cũng chọn cái đối tượng màu vàng, nó báo rằng là đang chọn cái đó đó. Thế nếu mà bây giờ tôi ship startup chẳng hạn, tôi đưa nó lên trên cùng, thì các bạn sẽ thấy rằng là trong cửa sổ làm việc, đối tượng màu vàng này được đưa lên tầng cao nhất, lên vị trí cao nhất ở trong cái tầng đó. Thì ở trong cửa sổ quản lý này nó cũng thể hiện ngay lập tức cái chuyện thay đổi tầng thứ của đối tượng này. Nếu mà tôi cầm cái này, tôi kéo một cách thủ công, bắt nó nằm xuống vị trí nào đó, thì các bạn cũng sẽ thấy là trong thực tế nó cũng sẽ di dịch đúng như thế. Thì đây là hai cái lối thông nhau và các bạn có thể là hoạt động ở trong cửa sổ hoặc là trong trang giấy thì đều có tác dụng giống như nhau. Thế bây giờ tôi muốn thêm một người hay là tôi muốn thêm một đối tượng vào tầng nào thì tôi phải chọn tầng đó. Sau đó thì tôi mới vẽ tiếp, đưa các đối tượng mới vào bên trong này. Và sau khi mà chúng ta vẽ thì bắt đầu các bạn thấy nó cũng xuất hiện những cái đối tượng tương ứng ở trong cái cửa sổ layer và ở trên cái layer mà chúng ta vừa mới tạo. Đó. Bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là ở trong này có 5 cái hình chữ nhật và 5 hình ellipse. Trong đó thì tất cả các hình chữ nhật thì nằm ở tầng 1. Đó. Tất cả các hình ellipse thì nằm ở tầng 2. Và ví dụ như là bây giờ tôi chọn cái thằng đỏ này là thằng ở dưới cùng của layer 1. Tôi nhấn lệnh ship startup, tôi đưa nó lên trên cùng thì nó chạy lên. Nhưng mà các bạn cũng thấy rồi đấy, do nó ở tầng 1 cho nên là nó có đánh đu lên cái móc quạt trần ở tầng 1 thì nó cũng thấp hơn cái thằng mà nằm dưới sát sàn ở tầng 2. Đấy, trừ phi bây giờ chúng ta dùng lệnh khác, đó là object order và chúng ta chọn là to front of page. Lúc này thì nó sẽ đưa cái đối tượng của chúng ta lên trên cái vị trí cao nhất của ngôi nhà chứ không phải ở trong cái tầng đó nữa. Nhưng mà do có cái thao tác là chuyển tầng cho nên là nó sẽ hỏi, nó sẽ bật ra một cái đồng thoại hỏi là cái việc này thì nó sẽ làm cho đối tượng của chúng ta chuyển từ tầng nọ sang tầng kia đấy, có ok hay không. Nếu mà các bạn ok thì các bạn nhấp nút này, còn nếu mà không muốn chuyển thì thôi cancel. Và nếu như mà các bạn thấy rằng là cái sự hỏi đi hỏi lại này là cái chuyện mà nó không thoải mái lắm, mất thì giờ, các bạn có thể đánh dấu vào cái checkbox là do not show this message again.
đừng có hỏi lại nữa, đó, đừng có hiện cái hộp thoại này nữa. Tuy nhiên là thực ra thì theo tôi thì không nên tắt cái này. Đấy, tại vì là một khi mà chúng ta đã quản lý các đối tượng ở các tầng thứ khác nhau, có nghĩa là có lý do của nó. Và do đó thì nếu như mà một cái thao tác nào đó mà lôi kéo một đối tượng ra khỏi cái tầng vốn có của nó thì cũng cần phải xác minh lại một cách cẩn thận. Nếu không thì nó sẽ nhầm lẫn và nó sẽ sai với ý đồ ban đầu. Do đó thì bây giờ chúng ta chỉ cần là ok, chấp nhận nó thôi. Và các bạn cũng sẽ thấy là khi mà được đưa vào cái vị trí cao nhất của trang thì nó sẽ nằm lên trên tất cả các đối tượng vốn có, bất kể nó là tầng nào. Các bạn cũng có thể làm kéo một cách thủ công, tức là lôi kéo một cái đối tượng nào đó từ tầng nọ sang tầng kia ở trong này, thì cách nào cũng được. Thế thì bây giờ đến đây thì chúng ta thấy là cửa sổ này thì đã giúp chúng ta là quản lý được và hình dung được tầng thứ cũng như là các cái số lượng đối tượng có ở trong tài liệu hoặc là có ở trong một layer. Và ở trong các layer này thì nó có cái điều gì chúng ta cần phải lưu ý hay không? Thì thứ nhất là nói về layer, thì layer nào đang được chọn thì các bạn sẽ thấy là cái tên của nó sẽ được bold lên một chút, đấy, chữ đậm lên, và nó sẽ có cái màu đỏ để phân biệt với các layer khác đang không được chọn. Và tuy nhiên là không nhất thiết là chúng ta phải chọn đúng layer thì chúng ta mới thao tác được, bởi vì Corel thì hỗ trợ chúng ta làm việc theo cái kiểu là chọn đối tượng mà không cần quan tâm nó nằm ở layer nào. Thế thì để thực hiện việc này thì các bạn chỉ việc là bấm vào các đối tượng các bạn muốn. Thì các bạn thấy rằng là khi tôi bấm như thế này thì bất kể là đối tượng nằm ở tầng nào tôi cũng bấm trúng nó là tôi chọn được. Đấy. Thế nhưng mà như chúng ta vừa mới nói, một khi mà đã làm ra nhiều layer có nghĩa là có lý do để mà làm cái việc đó. Một bản thiết kế đơn giản thì chúng ta không cần phải quản lý bằng nhiều layer. Tuy nhiên là một cái bản thiết kế mà nó phức tạp, có quá nhiều đối tượng thì lúc đó nên quản lý theo các layer khác nhau. Một nhóm các đối tượng sau khi sắp xếp vào với nhau, cắt hàn với nhau vân vân để tạo ra được một cái họa tiết, một chi tiết, một cái phần nào đó trong bản thiết kế rồi mà cái cụm đó chúng ta cho rằng là nó đã ổn thỏa rồi thì nên tách bạch nó ra trở thành một layer và quản lý nó riêng. Thì lúc đó nó sẽ đỡ cái chuyện gọi là mỗi một lần tôi tìm cái gì hoặc tôi phân tích cái gì tôi lại phải bới, rồi phải tìm nó nằm ở cao ở thấp, và tránh được những cái chuyện mà sai sót, xóa nhầm, di chuyển nhầm, co kéo nhầm không đáng có. Thế để quản lý việc này thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai cách như sau. Một là chúng ta không cho các cái đối tượng làm việc theo kiểu là xuyên tầng nữa. Vừa nãy thì tôi vừa mới trình bày cái kiểu gọi là xuyên tầng, có nghĩa là chọn thằng nào cũng được, không cần quan tâm nó ở tầng nào, miễn là kích chuột chúng. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ cái chế độ đó, đó là cái lệnh Edit Across Layer, nếu mà lệnh này không được nhấn xuống thì lúc này chúng ta sẽ không thể nào mà chọn sai tầng được. Lúc đó nó sẽ phụ thuộc vào tầng nào đang được chọn. Đó, tôi bấm vào các đối tượng, tôi sẽ chỉ chọn được những đối tượng ở cái tầng mà được phép làm việc thôi, nghĩa là các đối tượng ở tầng 2. Các đối tượng ở tầng 1 các bạn vẫn có thể nhìn thấy, nhưng mà tuyệt đối các bạn không kích chọn vào nó được. Do đó nếu như mà tôi đã tập trung là tôi chỉ làm những cái việc ở tầng 2 thì tuyệt đối các đối tượng thuộc tầng 3, tầng 1 và các tầng khác tầng 2 sẽ không bao giờ chúng ta chọn được. Và do đó thì nó không sai sót, xóa nhầm, tô nhầm, dịch chuyển nhầm hay là bất cứ một cái thao tác gì ngoài ý muốn. Đấy là một cách. Nếu mà chúng ta lại chuyển sang làm việc ở cái tầng 1 thì lúc đó chúng ta lại phải chọn tầng 1. Khi nào mà các bạn nhìn thấy cái chữ layer 1 nó lại đỏ lên, nó bold lên như cái chữ layer 2 này thì các bạn mới thấy là chúng ta có thể làm việc. Và các bạn cũng thấy luôn là chỉ có tầng nào được phép làm việc thì nó mới rõ ràng như thế này. Tầng nào mà không chọn thì tất cả mọi thứ đều bị mờ đi, coi như là vô hiệu hóa tạm thời. Bây giờ tôi bấm sang tầng 1 thì các bạn lại thấy cái thao tác nó ngược lại, là tầng 2 lúc ấy bị mờ hết đi, không thể chọn được bất kỳ một cái đối tượng nào ở tầng 2 nếu như mà chúng ta thì đã bấm trúng cái đối tượng nằm ở tầng 2.
Cách này thì tất nhiên là nó cũng sẽ mất thì giờ, tại vì là mỗi một lần làm cái gì đó ở tầng nào thì nó phải chọn, nhưng mà nó đem lại một cái hiệu quả là an toàn. Đấy, đem lại một cái hiệu quả an toàn. Thế ngoài cái này ra thì chúng ta còn có thêm một cái cách khác nữa là cũng không nhất thiết là phải chọn tắt cái lệnh Edit Across Layer, mà chúng ta sẽ thực hiện một số các phép gọi là khóa. Đó. Khóa là như thế nào? Ở trong một layer thì các bạn sẽ nhìn thấy là trước cái tên layer thì nó có một số các icon. Icon đầu tiên là cái icon có dấu trừ này. Nếu tôi bấm vào đây thì nó sẽ thu gọn lại và nó sẽ chỉ hiển thị tên layer, và lúc đó nó không cho chúng ta xem là trong layer đó chứa những cái gì. Bấm vào dấu cộng thì nó lại sổ rộng ra, nó lại cho chúng ta xem các đối tượng nằm bên trong. Thế đấy là thể hiện view thôi, cụ thể hay là không cụ thể. Thế còn biểu tượng thứ hai là biểu tượng con mắt. Biểu tượng con mắt khi đang mở thì các bạn sẽ thấy được tất cả các đối tượng đang nằm ở trong layer đó. Thế còn trường hợp mà chúng ta bấm vào con mắt thì sao? Chúng ta bấm vào con mắt thì tất cả các đối tượng thuộc cái layer đó sẽ tạm thời bị ẩn đi, chúng ta không nhìn thấy nữa. Nó có bị mất thật đi không? Không mất, mà chẳng qua là bị ẩn giấu tạm thời đi thôi. Trường hợp này nếu như mà tôi tắt cái này mà tôi vẫn nối máy in đằng kia để tôi in ra, có ra không? Có, nó chỉ ẩn giấu thôi chứ không có nghĩa là nó cấm in. Trên màn hình không nhìn thấy nhưng nối máy in nó vẫn in ra. Thế còn cái icon thứ ba nó lại là icon về máy in, thì tôi có thể bật lại cái con mắt này để tôi nhìn thấy tất cả các đối tượng. Nhưng nếu mà tôi bấm vào đây mà tôi vô hiệu hóa cái máy in thì có nhìn thấy nó trong tài liệu, nó cũng sẽ không xuất hiện ở máy in khi mà chúng ta ra lệnh in. Đấy. Thì nó lại cắt, nó không chuyển thông tin của các đối tượng ở cái tầng này ra nữa. Mặc dù chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó ở trong tài liệu mở trên màn hình máy tính. Thế còn trường hợp thứ ba à thứ tư này, cái icon thứ tư này là hình cái bút, tức là lock, tức là unlock, thì chúng ta bấm vào đây thì chúng ta nhìn thấy nó, đúng không? In được ra nhưng sẽ không chỉnh được nữa, tức là tất cả mọi đối tượng thuộc cái tầng này đã bị khóa cứng lại rồi. Thì trong cái quá trình mà các bạn làm việc, nếu mà tài liệu mà nó phức tạp, thiết kế phức tạp, thì khi mà các bạn đã sắp xếp được một số đối tượng là nó thuộc về một tầng nào và nó bố cục thành một cái cụm thông tin mà nó hoàn chỉnh rồi, thì tốt nhất, cách tốt nhất là chúng ta khóa quách lại. Thế là xong, vẫn nhìn thấy, vẫn có thể so sánh nó với những cái thành phần khác ở trong bản thiết kế, nhưng mà khi chúng ta khóa lại thì yên tâm là sẽ không còn cái chuyện nhầm nhọt gì đối với những cái đối tượng ở trên layer đó, trừ phi chúng ta có nhu cầu chỉnh sửa thì lúc đấy chúng ta lại phải đích thân mở khóa ra. Đấy. Hơi hơi phức tạp một tí nhưng mà nó sẽ đổi lại là cái an toàn. Thế và nó còn có một cái biểu tượng nữa, nó là biểu tượng layer manage view, một biểu tượng là show object property, thì chúng ta xem luôn nó là cái gì. Đối với biểu tượng đầu tiên là ở phía trên show object property thì chúng ta sẽ thấy là trong một layer thì nó thứ nhất là hiển thị về mặt số lượng đối tượng cũng như là tên tuổi thông thường, và một chút là về màu sắc để cho chúng ta có thể nhìn thấy nó là màu gì. Tuy nhiên là cái thông tin này vẫn mang tính chất là ngắn gọn thôi. Nếu như tôi muốn xem nó một cách rộng rãi hơn và chi tiết hơn thì tôi sẽ bấm vào cái biểu tượng đầu tiên này, Show Object Property. Khi tôi bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là cái cửa sổ này nó có biến đổi như sau. Số lượng đối tượng thì vẫn không đổi nhưng nó bổ sung thêm các thông tin, ví dụ như là trong tầng này nó liệt kê này 2, 4, 5, 6, 7 đối tượng, trong đó nó ghi chú rõ rằng đây là rectangle, đây là rectangle, đây là ellipse, vân vân, và cho chúng ta nhìn sơ bộ nó là màu gì. Còn sau đó thì nó bổ sung thêm những thông tin cụ thể hơn, ví dụ như là được tô màu với giá trị bao nhiêu, được tô đường viền với giá trị màu bao nhiêu và độ dày thế nào, thì nó bổ sung thêm thông tin vào đây và chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ rất là cụ thể. Đấy, thế còn nếu như mà tôi có một hai cái đối tượng nào đó mà group chẳng hạn, thì lúc này nó lại thông báo gì đấy,
group của hai object đấy, nó thông báo luôn mà group này có bao nhiêu đối tượng, đúng không? Đấy, và fill color thì còn outline là cái này. Fill color thì nó chỉ thông báo được như thế thôi, tại vì là hai đối tượng thì nó không thể thông báo được quá phức tạp là đối tượng màu gì, group với đối tượng màu gì, nhưng nó nói rằng hai đối tượng này đều có tô màu đấy, và hai đối tượng này thì có chung cái thuộc tính nữa là gì đấy ạ, outline đường viền là đen 100% và độ dày là 15 point. Nếu mà xem kỹ thì chúng ta có thể sổ ra để nó khai báo là cái group này là gồm những đối tượng nào group vào với nhau. Thế thì đây là cái thuộc tính khai báo mà thông tin chúng ta không cần nó phức tạp quá thì chúng ta tắt nó đi để xem nhanh như thế này thôi. Thế còn cái đối tượng gọi là cái nút lệnh layer manage view này thì khi mà tôi bật ra thế này thì nó sẽ có một số các cái tùy chọn là on layer, on page layer and object và current page layer only. Nếu mà tôi chọn là on page layer và object thì nó sẽ có thế nào thì nó sẽ hiển thị hết tất cả. Đấy. Thế còn nếu mà tôi chọn là current page layer only thì nó sẽ chỉ ghi chú một cách đơn giản là đang làm việc ở layer nào. Đó, thế thôi. Rất là ngắn gọn là có bao nhiêu layer. Thế còn một số các cái khác thì các bạn sẽ thấy rằng là đều bị khóa một cách mặc định. Đấy, ví dụ như là khóa guide này, khóa desktop này, khóa master guide này, khóa document guide này. Thì tất cả những cái này là nó đã bị hạn chế, tại vì đây là những cái tầng mà không phải là sinh ra để làm việc, mà nó thuộc về những cái tầng thuộc về chung, cái phần chung, phần quản lý. Ví dụ như là cái guide này chẳng hạn, thì các bạn thấy là guide là cái gì? Guide là cái mà chúng ta hôm qua chúng ta đã nói, đó là kéo các cái đường gióng này. Và khi mà tôi thực hiện cái việc mà gióng các đường gióng này thì nó cũng thống kê luôn là có bao nhiêu đường gióng đang hoạt động ở đây, ví dụ như thế. Thì cái này nó chỉ sinh ra để nó quản lý và nó làm việc với lại các đường gióng này thôi. Do đó ví dụ như là nếu mà tôi vẽ một đối tượng vào đây chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn chỉ thấy được hình bao quanh và không có màu. Và rất là đặc biệt là cái đường này khi mà chúng ta vẽ vào thì nó không có cái màu đen mặc định của các cái đối tượng khác, mà nó thành một cái viền làm sao đây ạ, một cái viền màu xanh như thế này thôi. Và tôi có làm cho nó dày lên nữa, các bạn cũng sẽ không thấy rằng đường viền nó cũng không hoạt động. Một đối tượng này đây, tôi có thể làm cho nó thành ra là đường viền dày lên chẳng hạn, bạn thấy là đường viền dày lên theo đó, tại vì đây là ở cái tầng làm việc. Nhưng mà một đối tượng này tôi có chọn được nó mà tôi có để cho nó lên dày đến mức độ này, nó cũng không hiển thị luôn, tại vì đây không thuộc về đối tượng mà đây chỉ thuộc về cái gai này thôi. Đấy. Trừ phi bây giờ tôi Ctrl X cắt đi và tôi làm sao đây, tôi chọn tôi dán vào một cái tầng nào đó này, ví dụ như là chọn đúng gì đấy, chọn đúng tầng đúng không, sau đó thì tôi dán vào thì lúc này nó mới hiển thị là thấy màu, thấy đường viền. Thế là như vậy là chúng ta đã biết thêm được cái thao tác dùng để mà chuyển tầng thứ cho các đối tượng, rồi quản lý các đối tượng, khóa layer, rồi hiển thị các chế độ hiển thị layer cùng với lại các thông tin liên quan đến các đối tượng đã có trong bản vẽ đấy. Và hãy nhớ rằng là với tùy từng trường hợp mà chúng ta tạo ra hoặc không tạo ra các layer mới. Nếu mà đơn giản thôi thì cứ một layer mà làm, còn cái nào mà nó tương đối phức tạp thì lúc ấy chúng ta sẽ nghiên cứu mở thêm một hoặc hai layer để quản lý nó một cách thoải mái hơn đấy, và linh hoạt hơn. Thế và trong một cái trường hợp nữa là nếu như mà các bạn bấm vào một đối tượng, các bạn kéo đối tượng đó thay đổi tầng thứ thì nó sẽ có cái sự thay đổi về vị trí trên dưới của nó so với các đối tượng khác. Tuy nhiên nếu như tôi bấm không phải là vào một đối tượng mà tôi bấm vào một layer chẳng hạn, tôi kéo layer nọ xuống dưới hoặc lên trên layer kia,
thì toàn bộ các đối tượng đang có trong cái tầng đó, trong layer đó, nó sẽ chuyển xuống, nó nằm dưới hoặc nằm trên các đối tượng thuộc layer khác. Ví dụ như là bây giờ chúng ta thấy là tất cả các đối tượng là ellipse này cộng với lại gì đây nhỉ, cái hình hình chữ nhật đỏ này là nó thuộc về layer 2 và nó nằm trên cao hơn so với những cái hình chữ nhật còn lại ở layer 1. Nhưng nếu bây giờ mà tôi túm cái layer một này chẳng hạn, mà tôi kéo, tôi đưa nó lên vị trí phía trên, thì toàn bộ các cái thằng vốn nằm trên bây giờ bị đẩy xuống hết, chỉ bằng một thao tác đó thôi, tại vì tôi đã tráo đổi vị trí của hai tầng. Đấy. Thế như vậy là trong cái quá trình mà làm việc, lúc nào mà chúng ta cần thay đổi độ cao tầng thứ của các đối tượng hoặc các layer thì chúng ta sẽ vào trong này chúng ta xử lý như tôi vừa hướng dẫn. Thế thì đấy là cái khái niệm đầu tiên của buổi ngày hôm nay, là thay đổi tầng thứ cho các đối tượng và đồng thời là quản lý các đối tượng có mặt ở trong một cái bản thiết kế Corel.